Xin chào các bạn trở lại với channel của mình và tập này mình sẽ chơi bên God, mình sẽ chơi cờ lê và mình đang bị ốm, mình không thể bình luận được cả trận nên là các bạn xem giải trí nghe cả nhạc nữa nha. Điều thứ hai xin hãy like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye.
Ngày ấy anh yêu hỡi, là gần đây với anh. Anh sẽ nói ra tương tư từ bao lâu chôn giấu. Em có biết rằng, từ khi ta thuộc về nhau, với anh tìm một ngày buồn thật khó khăn. Này người anh yêu hỡi, lẽ sát môi em lại đây. Anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé. Để yên nhé. Vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi, thấy không con tim anh nói rất cần em. Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa, và một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm, nhưng mong lắm ngày mà em là vợ yêu ơi. Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao, trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé. Để yên nhé, và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi, thấy không còn tim anh nói rất cần em. Điều thứ hai, xin hãy like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.